Em mến chào các cô chú và anh chị. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà nè. Món mắm nha. Này là mắm cá lóc chưng và mắm ruốc chưng. Hôm nay em sẽ làm hai loại mắm. Đây là em có một ít một khứa cá lóc, mắm cá lóc. Và đây là mắm ruốc ha. Cả nhà chuẩn bị cho em một trứng nè. Củ hành, ớt xiêm xăm. Ớt xiêm xăm ha. Và một ít hành. Và ở đây là một ít mỡ nha cả nhà. Cả nhà chuẩn bị thêm cho em là một chén nước. Một chén nước nóng nha. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng tiến hành làm với em nha. Cái phần củ hành thì em sẽ sắc nhỏ nha cả nhà. Cái phần củ hành em sẽ sắc sợi như thế này ha. Mình sẽ sắc sợi sợi như thế này. Hôm nay tự nhiên cái đi về cái thèm mắm quá cả nhà. Tại vì em có mua được một bắp cải thảo nè. Ăn chấm với mắm thì rất là ngon. Mắm cá lóc á nha. Còn mắm ruốc là em làm phụ thôi. Tại vì con gái em nó không ăn được mắm cá lóc nên em làm thêm một món đó nữa. Rồi hành lá thì mình cũng sắc sợi luôn. Sắc nhuyễn ha, sắc nhuyễn. Nên làm hai loại mắm luôn. Rồi mình sẽ cho vào cái dĩa nè. Bây giờ thì em sẽ pha chế cái phần mắm ruốc trước, em làm mắm ruốc trước nha. Cái phần trứng thì cả nhà lấy lòng trắng. Lấy lòng trắng ra. Giữ lại cái lòng đỏ cho em. Lòng đỏ mình sẽ giữ lại ha. Ở đây em sử dụng là mắm ruốc Trí Hải. Em thường hay ăn cái loại mắm ruốc này lắm. Rồi em sẽ cho vào đây là 2 muỗng mắm ruốc, còn có đúng 2 muỗng quá. Nói chung là khoảng 2 muỗng á cả nhà. Cho tiếp vào đây ha, một ít đường ha. 1/3 muỗng đường. 1/3 muỗng bột ngọt. Và một ít mỡ nha. Tép mỡ em đã thắng sẵn nè. Rồi và cả nhà cho tiếp vào đây là hết cái phần hành luôn. Với một ít củ hành. Khoảng 3 trái ớt đi ha. Tại vì con gái nó cũng không ăn ớt cũng rất là dở nè. Rồi sau đó chúng ta đánh đều lên. Rồi sau khi mà cái hỗn hợp này nó đã đều rồi đó, cả nhà sẽ cho vào một cái chén ha. Cho vào một cái chén nhỏ. Rồi mình để như thế này ha. Rồi bây giờ ở phần mắm cá lóc á, thì em sẽ cho hết cái phần tép mỡ vào ha. Cho vào đây nửa muỗng đường cát nè. Nửa muỗng bột ngọt.
Rồi em sẽ cho tiếp vào đây là hết cái phần hành với lại ớt vào luôn. Và một ít tiêu. Rồi xong cái phần đó, ở này em cũng cho thêm một miếng tiêu nữa luôn nha. Rồi bây giờ mình để lên chuẩn bị cái nồi hấp để mình hấp thôi. Em đã chuẩn bị một cái nồi để hấp rồi nè cả nhà. Nước sôi á thì em sẽ cho cái phần này để lên trên ha, để mình hấp nè. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín nắp lại ha. Hôm nay á thì em sẽ ăn thơm với lại mắm với lại cải nha cả nhà. Cải thảo. Thơm thì em mua một trái nhưng mà giờ về gọt còn có nhiêu đây. Nó bị hư. Nó bị hư hết một lỗ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sắp ra cái miếng vừa ăn ha. Sắp xong rồi lát mình trang trí sau. Để em ăn thử cái miếng thơm này nó ngọt không. Cũng hơi ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt chứ không ngọt lắm. Rồi để em lại tủ lạnh em kiếm ha. Em kiếm một cải ra. Sẵn một đĩa cải nè. Bây giờ mình sẽ trang trí thôi. Trang trí kiểu gì cũng được, miễn mình thấy đẹp mắt là được rồi. Cho này vô chính giữa đi. Cái này là con gái em nó sắp sẵn đi ăn mì hay gì nè. Ở ngày ăn mì cay. Ăn có món mắm thôi mà thấy cầu kỳ quá cái nhà. Nhưng mà khi làm món ăn á, mình trang trí đẹp á, thì mình cũng thấy món ăn mình nó ngon hơn á. Nhìn nó bắt mắt hấp dẫn hơn nè. Thơm nhiều quá phải để 2 tầng luôn. Cái nào xấu xấu giấu, giấu bớt. Cái nào xấu em giấu. Giấu bớt cả nhà đừng có soi nha. Đây, cái dĩa thơm của em đã hoàn thành rồi nè. Quay lại với nồi mắm của mình nha. Cái phần mắm ruốc thì nó sắp chín rồi chắc quá. Chút xíu nữa chưa chín cả nhà ơi, chưa chín, mình đợi một chút xíu nữa ha.
Tao ngủ lên nằm ngủ tao luôn. Chó đen á. Chó Mỹ Mỹ. Mỹ hả? Ờ, nó lên giường ngủ tao. Mỹ Mỹ mày dám ngủ với bà hai luôn. Tại nó ngủ giường không mày? Gấu gấu gấu. Biết sao không có gấu vui vẻ. Ừ, cái lông nó tự nhiên cái leo hàng rào chi vậy, chui hàng rào chi vậy? Nó chui hàng rào là mấy đường nè. Rồi, ơi thấy tội nghiệp quá. Chưa ra ngoài mua thuốc sức cho nó. Có bị cái này là cũng y như bị cái mình bị cái gì nè, bị gì mà không nói được á. Bị cái đó. Thấy không? Ừ, nó bị cái giống vậy đó. Khi mồ hôi nó đổ đầu lả lan. Tội nghiệp nó quá. Đẹp trai nhưng mà bị bệnh rồi. Cho đi. Sao đụng cái được không? Ổng á thì nằm dưới đất ta. Mắm quay bên này chín rồi nè cả nhà. Dạ ơi cái chén này hơi nhỏ quá rồi. Định cho miếng này lên nè. Mà đầy quá. Đầy quá cả nhà ơi. Rồi ha, mình để vậy đi hấp miếng nữa là xong rồi. Hấp 3 phút nữa là xong rồi đó. Lúc này của em đã chín rồi đó cả nhà. Bây giờ tắt bếp và bên em đem ra thôi nè. Em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. Chén mắm nè cả nhà. Chén mắm ruốc thì con gái em lấy nó ăn rồi. Món mắm cá lóc nó thơm lắm cả nhà. Em mới xin ông anh về cái con súng. Ngon quá. Lo mắm ngon quá. Nè, chỉ ăn mắm với rau vậy thôi cả nhà. Không có canh, không có thịt gì hết. Lâu lâu đổi món nghe chạm đạp bữa vậy nó ngon. Này là nhanh gọn lẹ luôn nè. Em rất là thích ăn mắm cá lóc nha. Còn mắm cá linh thì em không biết ăn. Nói chung là nhiều loại cá mà em không biết ăn lắm. Thì món nào mà em biết ăn thì em sẽ chia sẻ với cả nhà. Nói chung thì các món ăn của em á thì cũng rất là đơn giản, em chỉ quay cuộc sống hàng ngày của em thôi cả nhà. Nói chung thì em cũng không có đi đâu quay được cả nhà. Em cũng rất ít đi chơi nữa nè. Đa phần là quanh quẩn ở nhà rồi đi làm thôi. Ít khi nào được đi du lịch. Một năm thì thường là đi du lịch một lần. Nhưng mà em thì em sợ xe lắm. Do vậy mà em cũng ít đi. Nhưng mà năm nay em nói em quyết tâm đi mà không biết đi nổi hay không nữa nè. Cũng mê đi chơi lắm. Nhưng mà sợ ngồi xe không nổi. Do vậy mà chỉ quay những bữa cơm hàng ngày thôi. Gia đình thương em thì đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Kinh tế thì không đủ để mà mình quay những cái clip mà gọi là hoành tráng như tôm hùm nữa ha.
Do vậy mà chỉ chia sẻ bữa cơm hàng ngày thôi. Mắm cá lóc này ngon quá cả nhà. Ăn chấm rau vậy thôi chứ bắt cơm lắm. Cái bông súng này ăn hoài chứ ăn được hoài luôn á. Nó ngon, nó dễ ăn. Ông anh em mới cho một mớ mướp. Mướp ảnh mới hái nè, mướp đèo đèo á. Chỉ 2 năm bông súng nữa. Mắm cái bát cơm ghê không? Cơm nhanh hơn. Ngon. Hôm nay hết nhiệt miệng rồi đó. Ăn mới ngon á cả nhà. Chứ hổm nhai cũng khó nhai nữa. Để em đi bới cho cơm kha chén cơm thêm ha. Ngon quá. Bới thêm một chén cơm nữa nè cả nhà. Tranh thủ ăn uống xong rồi lên bàn làm việc. Làm việc một chút xíu. Làm cho án cả nhà ơi. Cuối năm mà bận rộn dữ lắm. Làm giáo án, đánh giá học trò rồi. Đánh giá sổ sách học trò rồi rất là nhiều. Lúc nào rảnh là tranh thủ làm liền. Chứ ngày thường lu bu đi làm, không có thời gian. Mắm này rất là vừa ăn. Cái này bạn là thích ăn tiêu hột á. Bỏ vào tiêu hột lâu lâu mình ăn mình đụng cái ngon. Mà tối nay em mới đi hái ớt xin xanh luôn. Ớt xin xanh này ở nhà của ông anh nè. Nhiều khi á, quay clip em cũng không có suy nghĩ nhiều cả nhà. Nhà có món gì á, thì mình bày ra nấu thôi. Thôi thì em xin dừng video tại đây nha. Em chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cả nhà thương em, nhớ xem clip và chia sẻ clip giúp em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau.